Mà ông trời ông cứ ông mưa tầm gió tả hoài, ông trời ông mưa tầm gió tả hoài, ông có chịu nắng nha. Cái này ông trời ông không có nắng, mưa dù mưa hoài, mưa thối đất luôn nè. Mưa thối đất luôn rồi đấy, nó lọc áo ra trời sơ sơ này, bó tay nó thiệt, nửa đêm nó quậy ơi là quậy. Bây giờ tự nhiên lọc hết quần áo ra vậy đó. Thân cho hết 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 quậy, ngủ vậy rồi quậy à. Học tay vô lạnh quá hả, cái khí hậu lạnh đó. Để có cột, không có cột dây nữa. Không vậy đâu, đâu đi lạc đâu, đuổi đi cũng đi, đừng nói cột. Đâu đi lạc nữa đâu ông, đủ đi cũng thèm đi nữa. Thấy không? Quậy quá quậy. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Thầy uống đi, con chó cho thầy rồi đó. Ừ. Uống này nó đỡ lắm, nó sổ. Anh nè. Kệ nó, ăn uống được gì không? Ừ. Này nó uống rượu. Ăn cả ngày rồi. Thứ ba có bữa nay ăn gạo lứt ngán quá, nó bốn bữa. Rồi mấy nay ăn gạo lứt với các loại đậu á. Vâng, sao thay đổi đi, ngày nay ăn ngày hay ăn khác, tại sao sao chứ? Nấu một nồi, ông biết nấu một nồi ăn 3 4 ngày không hết, giờ còn cái đống chưa hết nữa. Sao rồi nấu dữ vậy? Không phải, tại vì tôi ăn nó coi ra nó có nhiều đâu. Không phải, tại nấu ít thôi. Thì nấu ít thôi đó, có một nấm gạo, nấm đậu, 3-4 thứ, nấm, 4 nấm vậy mà nở ra vậy nó ăn mấy ngày trời á. Trời ơi, ngày nào cũng ăn chết rồi thầy ơi. Ăn, tại vì thầy giết đi, khẩu vị của thầy luôn ấy. Thầy ăn vậy thì sợ quá. Bởi vì đằng này đâu có ăn gì đâu, mà thấy nó mập chứ mập, nó chưa phải chi mà nó tôi ăn, ông thấy tôi ăn gì đâu mà nó. Vậy nên cái gì nó vô, đừng nói, đừng nói, phải ăn gì, lấy gì nó vô. Bởi cái mập thì nó mập, uống nước. Tính ra một ngày vậy là khoảng chắc là uống nước quá. Tối tôi ngủ là phải một bình thủy rưỡi nước mới đủ đó. Từ khi ngủ tới 7 giờ tối cho tới và tới 5 giờ sáng đó, vậy. Nó khô chịu không nổi. Cứ một hồi cái vậy uống khoảng 3 một cái ly về nè. Mà một buổi tối tôi khoảng 4 5 cái ly về thì phải bình thủy rưỡi nước không? Quá trời ạ. Chứ chắc nó mập vậy chứ gì. Chứ đâu có ăn gì nhiều đâu, trái cây tôi cũng đâu có ăn đâu. Tại có cái trái cây à? Tại sao vậy? Mất công ngồi gọt vỏ rồi lâu lắc. Còn cái nào thích ăn thì không ăn thôi. Tại vì nó ra giờ nó nằm vậy đó. Riết là đồ, riết là cuốn hết thì không có để cái gì cho nó được hết trơn á. Nó quậy dơ trơn rồi cuốn hết trơn à. Đâu biết tới mùa hè cho ra ngoài kho. Sợ cái gì cắn nó không?
có rắn có rết không này? Không có đâu, trời, nó cắn người ta có, nó đâu có từ ai đâu. Nhưng nó gặp con chuột nào là con chuột nó chết liền đó. Nó cắn đấy hả thầy? Nó chỉ chết sống nó môi ra con chuột thôi đó. Thế nên phải bà ở nhà bếp làm, nhưng mà nó chung vô không được. Chứ phải nó chung vô được là không phải chuột không còn con nào đâu. Nhưng mà con mèo nó chấn ngay dưới mà sao kỳ vậy? Con mèo nó chấn dưới kho. Rồi, đó, nó chấn ngay dưới rồi. Làm sao có chuột nổi? Con mèo nó sợ chuột. Nó bị đó, mèo. Đó, nói cho vậy thôi. Nói cho ngược có vậy đây. Đi mèo cái, sợ chuột. Cái đời ngày nay nó vậy đó. Thời nào thấy có nhiều con mèo sợ chuột đó sao? Trên phim nó quay đó. Ôi, con chuột này bự lắm. Nếu mà đây nói vậy là con chuột này bự khủng lắm. Vụ nó cắn mèo chạy thấy mồ. Cắn chuột nó đeo đó. Nó cắn đuôi con mèo, mèo nhột cũng bỏ chạy không hay kịp. Ừ. Mà ông trời cũng hay, ông xin những cái loại này kỵ bài kia này. Nó kỵ dữ lắm này. Gặp lại kỵ. Nhưng mà không có, giờ nó thay đổi rồi, kỳ lắm rồi. Giờ nó thay đổi, xã hội giờ nó thay đổi hết rồi. Có lần con thấy con chim, không biết con chim đỏ, con chim hỏa điểu hay sao á, nó đỏ lắm này, nó nhỏ thôi mà nó đứng lên cao rồi nè, nó chỉ nhìn thôi mà con rắn nhỏ dưới chạy đó đứng lại này, kỳ vậy. Thì con không biết tại sao nữa, nó đi trong cái rừng ở chỗ vườn sen, hoa sen, có cái đầm sen ở gần đây nè, nó có đầm sen, sen nhiều lắm này. Ồ, như bữa nào thì nói tới mùa hè ông ra chở tôi ra, tôi bứng vài bụi. Vâng, để các bạn có đầm sen á, hồi đó anh con còn sống là anh con đi câu cá lóc, vừa to lắm, cá lóc to lắm này, ở lóc ở đầm sen đó, thế ra và vậy mà con thấy con chim hỏa điểu đó mà sao mà rắn nó sợ nó kỳ lắm này, nó sợ lắm, không biết tại sao nó như vậy. Sáng tắm sạch sẽ rồi đó, tắm vào 3:30 sáng đó, cho bỏ tạc quậy. Sao nay bà dính không sơn sao đây à? Lâu lâu rồi mới thăm lần quá. Thế hả? Thì bà thích là bà sang. Nó nửa đêm nó vậy nó bắt gãy lưng đó. Tại nó quậy vậy đó. Hả? Nó bắt gãy lưng đó. Làm gì bắt nợ nó vậy đó. Nó quậy chừng nào gãy lưng cho nó mà gãy phải gãy xương sống. Xong rồi gãy bên này, rồi gãy bên này, rồi gãy bụng rồi nó mới chịu ngủ. Ơi con nào. Bắt lại gì đâu vậy? Thầy ngủ chuyện đó đó hả? Dạ. Bắt lại cho nó quậy hoài đó, cứ hôm mình đang ngủ đó kia nó vô phòng nó làm lọc cọc nó hứa hoài đó, không sao ngủ. Chứ phải mà nó đi không mình không nói nên nó hứa nó làm như nít kêu vậy đó. Rồi phải đi ra với nó, xong rồi biểu nó đây, rồi gãi lưng xong rồi nó mới nghiêng bên đây cho gãi, rồi nó nghiêng bên đây cho gãi, rồi biểu đưa bụng đây nó làm nó. Nó chẳng hạn cái bụng nó lên gãi rồi. Rồi nó mới ngủ mà. Ôi mẹ ơi, lại có chuyện đó nè thầy. Thế sao thầy ngủ? Thì bấy nó có bữa nào mà bắt ngày nó ngủ nhiều là tối là mệt tính hết á. Trời ơi, bà có nội rồi. Thời khuya 3:30 là dậy quậy mà tôi hỏi mình dậy. Lúc này một ngày mấy thời kinh mà ráng ngủ để dậy giờ tụng kinh 4:30, 5:00 tụng. Và? Mà nó 3:30 nó làm quá trời rồi phải dậy, rồi dậy bực mình bắt đi tắm luôn á. Thầy hết ngủ cả đêm rồi còn gì nữa, thầy lục về cả đêm rồi. Tối thì 7-8 giờ nó ngủ rồi, nó ngủ xong rồi mình được tụng kinh xong bắt đầu hồi nó thức. Thức xong rồi tới mình ngủ thì nó bắt đầu nó ngủ chút rồi nó thức như vậy đó. Chiều 5-6 giờ là nó muốn ngủ rồi. Ngủ khác người vậy đó, mà giờ mình ngủ nó thức. Làm lục cục ông coi đó, rồi lạnh quá thì nó lại nó chơi, nó khôn lắm, nó vô ngay chỗ cái máy hết đó. Nó đứng cái đó mà tưởng nó làm cái gì vậy vậy đó. Đây gãy ra không, đưa lưng đây đó, cái khuấy đây nó gãy nè, nó gãy nè, gãy vậy nè, gãy vậy xong bắt đầu nó mới quay trở lại gãy đây. Đây đây rồi, bụng đây đó, bụng lên đó. Đó nó tự lột áo rồi vậy đó, coi đó thấy chưa. Ồ, nó tự lột áo rồi cái áo này nó bị tới dài nó lột được.
áo này nó dài đọc được đó vậy đó. Chơi nằm không phải nằm cao, chứ nằm thấp không có chịu đâu. Nó chút xíu à, nhỏ người như vậy chút mà nó sống hay cũng hay chứ. Hồi ngày qua nó phải lan không chứ đâu ăn gì đâu. Thế hả? Ngày qua nó phải lan không á. Cái của đâu? Cái miếng mà ông Hồng ông được đây nè. Rồi nó thiêu khuya rằng là giờ lấy dục rồi cho nó ăn nữa, tội nghiệp nó thiêu. Thiêu hả? Bởi vì cái phai lan hồi bên mấy cô ở Hawaii gửi qua nó đã lấy ngày rồi. Rồi bỏ vô đá, bỏ đá rồi mình nướng lại. Nướng lại thì ra rồi nó khí hậu nóng này nè, khí nóng là tại trong nhà nè. Nó thiêu. Mấy ở Việt Nam mới nó nhận được tiền được chưa thầy? Nhận rồi. Nhận hết rồi thầy. Ừ. Vậy là yên rồi vào đây. Dạ. Yên còn còn bên phần truyền thông nữa nó cũng từ từ. bên của bên Trà Vinh đâu là xong rồi đó. Thôi, xong cái vụ nào đó thì có rồi. Tính ngưng mà hôm qua nay mấy cô cứ gửi tin hoài, nói thầy làm nữa đi, tôi đợi thôi nghỉ, mấy cô nghỉ năm tôi làm vài lần rồi, tối ngày mà đưa đầu vô cái việc từ thiện không rồi á, mà phải tin mình làm á, nó có cái gì đâu, mình làm mình còn bù nữa. Ví dụ gì mấy cô nói thầy đừng bù để con tụi con bù, tôi nói thôi mệt lắm, năm làm vài lần như thôi à, nghèo nó cũng nghèo rồi, nói chứ cũng tội nghiệp thì người nghèo mình thương chứ, nhưng mà mình đâu có cứu hết nổi, cứu ngặt đâu cứu nghèo nổi, chuyển qua cái tả từ bảo hiểm rồi hết trơn à, bảo hiểm cho cái ông già đó đó, vợ chồng già đó đó. Xong hết rồi, nhắn tin lên tôi. Ừ. Chứ thầy làm đâu phải đại gia đâu mà thầy làm lớn, thầy chỉ làm việc nhỏ nhỏ thôi. Cầm cái lần này có thằng con nuôi hai gì một tay nó đi ra Bắc nó sức nó tu nè, mà rồi tình hình dịch bệnh vậy rồi nó nói thôi vố cho con tháng 3 âm, mà hỏi thằng này nó khuyên nó hoài phải suy nghĩ cho kỹ, chứ thằng này không có đốc đi tu mà cũng không có cản, mà nó quyết định nó đi à, mà tướng thì quá bảnh đẹp trai rồi sáu múi rồi này kia nọ mà biết sao đây không biết. Mà tại sao nó có trùng tử đó? Không biết, nó hồi nhỏ giờ nó thích đạo rồi, nhưng mà được cái là đằng này thì ông không nghĩ là nó tu, tại vì thường thường mấy đứa mà nó ranh lẹ vậy nó khó xuất gia được lắm. Dạ. Đại đào hoa nữa. Mà giờ nó đòi, đằng này nó thôi bây giờ á. Nếu mà đừng có nói chắc chắn gì trên đời này, không có gì chắc chắn hết á. Thôi giờ mấy đứa vậy thì giờ tạm thời ráng ít nhất 3 năm đi. Giống như tôi theo kiểu người Khmer đó, trả hiếu cha mẹ đó. Vậy đi là tới đâu tính tới đó, chứ tôi thấy khó, cái tướng cũng hơi khó. Thường thường mấy đứa, dĩ nhiên á, nó có thân tướng nó dễ, dễ có cái phước là sẵn đi. Nhưng mà cái tướng mà vảnh bao quá cũng hơi khó. Cũng có kệ đó là mai đồ. Mà tội nghiệp không có nhận gì trên, nói thôi để con lo bố đừng lo. Đằng này nói thôi thì cũng tình nghĩa, một ngày cũng kết nghĩa, hiểu đứa con nuôi thì đâu có nghĩa nó đi tu, chứ phải nghĩ nó đi tu thì mày nhận nó là đệ tử. Hồi đó nó không nghĩ nó đi tu, tại hồi thấy nó lanh lẹ, nó hoạt bát quá đó. Mà nó giỏi cái nghề bánh lắm, giỏi nghề bánh, làm bánh trái giỏi lắm. Tới mùa trung thu là làm không nghỉ mà, làm suốt luôn, mấy thợ mà là không nghỉ mà. Mà con một á. Thế bố mẹ đâu? Thì bố mẹ còn á, chứ mà tại bố đi tu thôi, dân từ chợ lớn mà. Bố mẹ không cản à? Thì hồi xưa á, đi tỉnh lần rồi. Nhưng mà là thấy thương mẹ, sao rồi lần này quyết định sao kể đi. Kệ nó, bây giờ thì nó cũng khó, bây giờ nghỉ tu giờ nó khó thật á chứ. Mà thôi, mỗi người nó có cái duyên, cái trái chín nó tự rụng á.
nó có xin lỗi là sao cơ nó ở dưới ở dưới em sửa lần này đó ở chỗ đó luôn á. Ok một xíu lên hả? Dạ mà nó đi Cali hết rồi. Ủa mày đi làm gì nữa? Nó bị chuyện nó đi biết đâu á. Nó bảo anh cũng mai gọi hôm nay chứ mai em đi rồi. Nó chích Covid lần thứ hai hết rồi. Dạ. Nó chích nó mệt lắm rồi. Ngồi mới uống sữa nó lâu không á? Con không biết. Nếu ngồi không có ghé không có gặp không? Con không có thể không gặp tại vì nó giờ nó bây giờ nó xuống con không biết. Chưa lên tới hả? Nó chưa lên tới. Thì nó xuống thì con nó dặn nó là về ghé thầy lấy tiền cho con. À đúng rồi, đúng rồi, ông ghé là nhận bắt là cái bàn. Vậy không đó. Có gì, chỉ có một con ốc một thôi mà nó nhúc nhích hoài đó. Vậy đó thì nó xuống thì thầy nhờ nó nghe. Ừ. Nghe. Nó qua treo mấy cái hình tổ rồi đó. Ngay hai bên trống rồi để hai ông cụ này nè, mà tại hai ông cụ này còn sinh tiền nên tới đây. Chừng này hai ông cụ này về với Phật thì mới thượng ở dưới đó chỗ trống đó. Nhưng mà chắc thỉnh chắc quả thêm hình sư ông Trí Tịnh với sư ông Minh Châu nữa, và hai vị dịch hai bộ Đại Tạng Kinh đó. Bên này vẫn còn chưa. Dạ thì đó để làm hai thêm hai vị đó nữa. Đó là đằng này thờ những vị mình biết không đó. Còn các vị lâu quá là thôi. Thì thờ chắc là sư ông Trí Tịnh với sư ông Minh Châu. Còn hai vị này chưa, nhưng mà điều vị nào cũng quá cao niên rồi. Cụ Trúc Lâm mà năm nay 97 rồi, cụ Từ Thông nay 93, 94 rồi, 93 rồi, 94 rồi chứ. Nhà còn minh mẫn nè. Cụ Từ Thông thì còn, chứ cụ Thanh Từ thì không nói gì hết, lâu rồi. Cụ Thanh Từ với cụ Nhất Hạnh giống nhau vậy đó. Thầy Nhất Hạnh đó nói mà. Đâu có đâu. Nhất Hạnh lâu rồi đâu nói đâu, từ đó tới giờ luôn mà. Con thấy mới về Huế xong rồi chạy sang Thái Lan đó thầy. Thì chạy thôi chứ đâu nói năng gì. Cũng cái ngồi xe lăn nhưng mà đều biết. Ví dụ nói cụ còn gật đầu biết. Cái cụ Từ Thông là còn khỏe nhất á. Mà nói chứ cũng quên rồi, cụ cũng lỏng cộng cũng hơi quên rồi. Ai cũng phải tới tuổi đó. Từ Thông ở bên Cali phải không? Đâu có, cụ ở Việt Nam, ở Đà Lạt, ở Lâm Hà. Cali là ông Thắng Quang, ông Thắng Quang. Ông biết cụ đó tiên lý Phật giáo hồi xưa không? À. Cụ thì, thầy Nhất Thành đi vô bệnh viện mấy lần rồi thầy biết không? Bệnh mấy lần rồi đó. Thì mấy cụ vậy chứ cụ Trúc Lâm là cũng là có cái phòng riêng ở bệnh viện Chợ Rẫy đó. Phòng riêng đó. Phòng riêng tại vì ông bác sĩ giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy là đệ tử cụ. Chuẩn bị ngon lành mà cụ mà có chuyện gì thì là ông tự ông bóc đi và bị ông kính nể mà ông phát nguyện ông lo cho sư cụ mà có phòng ngon lành đó phòng đặc biệt vậy. Tại sư Trúc Lâm thì bị tim à tim à cho nên mới nó phải cần gấp vậy đó chứ không phải là gì tim đúng ra ngày nay tuổi thọ hết tuổi cụ nào cũng sống hơn cái tuổi thọ của Đức Thế Tôn ngày xưa tuổi thọ về nói về thọ về à, báo thân đó. Yeah. Đức Tôn ngày xưa 80 à. Mà tính ra cái thời của Đức Thế Tôn vậy mà 80 là cũng mình, là cũng dữ lắm á, cũng người ta chỉ có 50. Chứ đâu có ông vua ông chúa nào mà sống dai gì đâu. Có đâu. Chưa chuôn 40-50 là chết à. Nên Đức Thế Tôn là cũng đúng là một người cũng đặc biệt đó chứ nếu mà nhưng mà Đức Thế Tôn mà sống dưới thì làm cho mọi người phải suy nghĩ à. Ngày 80 vậy mà năm 79 tuổi Đức Thế Tôn cũng bệnh hoàng hoại chứ thì cái báo thân người ai cũng như ai. Tôi nhớ sáng tự nhiên ngồi nhớ và để đọc lại cái bộ Lực Tạng đang ngồi nhớ thấy nói về cái lòng tin nơi đạo hồi đó đó
Vua Ba Tư Nặc với hoàng hậu mặc lại phu nhân á. Và bây giờ có khi nó quên nghe, không biết rằng là hai vị này là vị nào đến với Phật trước, tin tưởng đạo Phật cũng như là quy đức Phật trước vậy đó. Hai vị phải có một, và tự nhiên cái đầu nó muốn quên. Và tuy nhiên á thì nó cũng có nhiều cái thuyết, nhiều cái thuyết, thành ra có nhiều thuyết thì nó là vua Ba Tư Nặc đến với Phật trước. Ông bầu nó qua tôi coi nó gãi cái gì, tôi coi cái chỗ đó cái gì mà nó gãi vậy. Còn có chỗ thì nói rằng là hoàng hậu mặc lại đến với Phật trước. Tôi coi cái gì con ngứa vậy. Ông nó nịnh vậy đó, thôi kệ đi. Cái nhớ trong trong lực cấm không có cho tắm xong mà giỡn đó, tắm xong mà lấy bùn mà chọi giỡn đó. Đó cho nên nó lực giới nó dạng thòn vậy đó, nó dạng thòn là có những cái giới mà nó bây giờ nó không cần thiết mà bỏ không được, nó mới dạng thòn ra mấy trăm giới vậy đó. Chứ thật sự là nó chánh là có 4 giới đầu với 13 giới tiếp theo thôi. Còn mấy kia là nó lặng nhặn cái lặt vặt vậy đó. Thí dụ như Phật cấm không có cho chọt cù lét, cũng là một cái giới. Không có cho chọt cù lét á, rồi không có cho đứng chống nạnh, rồi không có cho mà lấy đất chợ xuống sông mà giỡn tắm. Thí dụ vậy là đó, hồi đó có con mấy ông tiểu đó, chiều hôm đó mấy ông mới rủ nhau đi xuống xuống vào sông tắm, thì nóng quá xuống sông tắm. Thì biết sao mà lúc đó hai vợ chồng của Đức Vua Ba Tư Nặc với hoàng hậu mặc lại mới đứng trên lầu á, mới nhìn thấy mấy ông tiểu nó xuống sông tắm, nó hốt bùn nó liền nhau nít mà. Hình như tôi nhớ là bà mặc lại bà quy sao, bà nói bệ hạ coi thầy của bệ hạ kìa. Còn mấy ông thầy của bệ hạ đó, ý bà khinh thường đó, khinh thường mấy ông tiểu mà tắm ở trần trùi trụi bị dính nít mà, rồi đã vậy ở trần ở trường trùi trụi mà còn lấy bùn luyện chọi nhau rồi trét tùm lum mặt mày thì y dính nít ngoài đời vậy đó. Thành ra mà ông Vua Ba Tư Nặc, tôi mượn Vua Ba Tư Nặc đi, chứ còn thật sự để tôi nghiên cứu lại cái lực tạng hay nó coi ai là người quy trước, và nói trong hai người đó đã qua đã lại vậy đó. Họ nói đó hoàng thượng coi đó, coi thầy của hoàng thượng vậy đó. Thật ra làm Đức Vua ông mất mặt thì bây giờ trong cái chúng cái nhóm tiểu đồng đó đó, vậy mà có một chú chứng quả là hết, nó mới khiến cho ông thấy được hiện giờ đang có người đang cơ hiềm mình. Cái trong đạo là những từ cơ hiềm là đang hiềm khích sau lưng mình đó. Ông mới vận dụng thần thông, ông mới cho mấy ông tiểu bay lên đất liền, quần áo tự mặc lại hết. Ông mới dùng thần bay nguyên đoàn về Tinh Xá. Thế thì Đức Vua mới quay trở ngang, Đức Vua mừng ngay, mừng quá đấy mà. Ái khanh, coi thầy có trống kìa, thầy có trống bay kìa. Biết không, thầy có trống bay. Thì khi về tới Tinh Xá thì gặp Bạch Thế Tôn, thì nói Bạch Thế Tôn, hồi nãy tụi con đang tắm dưới sông á, mấy anh em con đùa giỡn vui quá, nhưng mà có người ta cơ hiềm, buộc lòng lúc đó con phải vận dụng thần thông. Cũng như mấy ông tiểu là biết là Đức Phật hồi xưa không có cho dùng thần thông, mà giờ ngộ biết phải tùng quyền. Chứ bây giờ nếu không dùng thần thông thì bà này bà cứ bắt sọt mắt ông Ba Tư Nặc hoài thì ai chịu nổi. Rồi ông bất kính, rồi ông thành ra ngày xưa đó, đối với các vị tu ngày xưa người ta chân thật vậy đó. Giờ thưa Phật liền nói, Bà Thế Tôn, vì phương tiện mà con phải vận dụng thần thông, chứ bây giờ chẳng lẽ con có làm được cái việc đó mà để cho mấy anh em nguyên một cái group vậy bị chê bai vậy sao? Thì Phật mới rầy, Phật nói cái chuyện đó thì không sao, nhưng mà Phật cấm cái giới là từ đây sao là
mấy ông không có được mà xuống sông tắm ở trụ ở trại ở, ở trần ở chuồng trụ trụ vậy mà lấy mồng riện nhau vậy đó, thì cái chuyện đó thì Phật cấm. Rồi bây giờ ví dụ tôi hỏi tụi tôi là giờ không lẽ giờ tuổi về đi 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 ở trại cái trường trụ trụ xuống sông tắm hay không, thành ra cái giới đó đó nó đâu có liên quan gì cái đám già cái đó là mấy ông thầy trẻ thôi, không hiểu không. Rồi cũng mấy ông này thì nhân cái mùa đó không biết là cái năm đó làm mình nói giống như là ngày sinh nhật Đức Thế Tôn đi, tại vì một cái ngày sinh của Đức Thế Tôn thì các vị vua các nước họ quy tụ về họ đảnh lễ Đức Thế Tôn và đồng thời họ nghe Đức Thế Tôn dạy, bởi vì thường thường mà các vị vua đi đi mà đi thăm Đức Thế Tôn thì cũng hiếm gặp, mà tại ngài đi giáo hóa phương này phương kia, mà riêng cái ngày dường như là trong 45 năm của Đức Thế Tôn giáo hóa đó thì hơn 25 năm Đức Thế Tôn ở cái nước Kiều Tất La rồi là Kỳ Bà Tịnh Xá đó, thì như là Thế Tôn có cái duyên cái nước đó ở nước đó nhiều nhất. Rồi cái nước thứ hai nữa là cái nước của vua Tần Bà Sa La là nước Ma Kiệt Đà, là hai đất nước đó mà cũng đúng đồng thời đó là hai quốc gia phồn thịnh gọi là văn minh trước các cái quốc gia kia, không? Thì cái đất nước Ma Kiệt, đất nước mà Kiều Tất La là cũng là cái nơi cô gái vườn xoài mà nơi ông Di Ma Cật á cũng là cái nơi văn minh trước nữa, là cái nơi đó ngày đó thời đó như vậy đó, mà trong lịch sử ghi lại đó không phải lịch sử của Phật giáo không mà lịch sử của thế gian á ghi lại là cái xã hội cái hồi đó kêu là con đường tơ lụa hả, ừ. Thả đó và ngay cái vùng đó là bỏ phiếu bầu cử đầu tiên đó, mà cái chuyện bỏ phiếu cách nào thì mình không biết nhưng mà ý nó là dân chủ đầu tiên của cái xã hội thời đó đó, Nó ở bên Ấn Độ mà. vậy mà cái đó nó dân chủ vậy đó, Cái xứ đó là bên Ấn cái Độ, xứ nó đó một là cái chỗ tiểu cô quốc. gái vườn xoài đó, Một tiểu quốc lắm. bởi cho nên mới sản sinh ra ông Di Ma Cật á, nhưng mà cậu mới thông minh thì ông vậy đó, mình nói đi đúng ra đó phong thổ văn hóa rồi con người nó gắn liền nhau thấy không, nó sản sinh ra cô gái vườn xoài cũng là người có đạo đức, có con là Kỳ Bà, Kỳ Bà mà kỳ nhiều Kỳ Bà lắm, nhưng mà Kỳ Bà này là kêu bằng thái y của Đức Phật á. Rồi trở lại vấn đề thì ủa tôi đang kể tới đâu tự nhiên tôi tắt qua vụ đó Tắm xong vậy, mua à, vụ vụ đi sinh nhật Đức Phật một năm thì 16 vương quốc có đại tiểu quốc, rồi đó Đức Phật là thầy 16 đại tiểu quốc mà, 8 nước lớn 8 nước nhỏ thì 16 phải không, ví dụ như nước Kiều Tất La là vua Ba Tư Nạc thì có rể là vua Hữu Xứng, đó là nước nhỏ đó. Trở lại thì vấn đề á thì gần tới ngày sinh thành của Đức Thế Tôn á, không biết hồi xưa dùng danh từ gì không biết, để thôi tôi nói là có người bắt lỗi đó, thời Đức Phật không có dùng danh từ sinh nhật, mình thì đâu đạo Phật gọi đản sanh nhưng mà thời đó cũng chưa dùng đản sanh đâu, thì thôi mình nói theo thời ngày nay Sinh đi, nhật thì dễ hiểu, ai muốn bắt lỗi thì đi dạ tìm dạ tiệm đó. Thì ngài Xá Lợi Phất thì lãnh đạo mấy chú tiểu, tôi nhớ là xưa là Phật giao với chú tiểu chứ ngài Xá Lợi Phất dạy là bậc làm thầy giáo thọ, trong đó có chủng tử của Phật là La Hầu La đó cũng là được Xá Lợi Phất dạy. Thế thôi giờ trở lại vấn đề thì Phật với giao Phật với Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất với giao nói mấy tụi con coi tranh thủ quét rác đồ dọn dẹp đồ cho sạch để các vị vua về đảnh lễ Đức Thế Tôn để lắng nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy, mà tụi con mà ở dơ quá thì bị quở, làm cho người ta mất cái lòng tin. Thì ông nào cũng xuống nhau dọn dọn thì mấy ông tiểu mà rồi cứ buồn ngủ quá ông nào cũng đi ngủ, ông này cứ nghĩ thôi mình đi ngủ mình lén đi ngủ, còn ông kia còn ông nọ cứ cứ nghĩ cứ chắc có mình là còn nhiêu ai cũng làm, cuối cùng kéo nhau đi ngủ hết, đi ngủ hết có một ông là sáng điêu luôn, tới từ sáng ra ông này nhìn ông kia hỏi sao tối hôm qua quên làm khỏe không, ông nói tôi đâu có làm, hỏi ông nọ tôi cũng có làm, hỏi cuối cùng có ông làm à,
Thế thì mấy ông tiểu mới suy nghĩ, ủa bây giờ sao ta? Bây giờ nguyên cái group mình dạy thì bây giờ mình làm sao mà cảm ơn cái ông tiểu kia cho nó vui? Mà tâm lý con nít đó mà muốn vui thì phải chọc lét mới cười, cười mới vui. Thế thì nguyên mấy chục ông tiểu nó xúm nhau đè chọc lét ông nữa. Ban đầu thì cười quá trời cười, chọc hỏi cái rốt cuộc chết nhắc. Bởi vì cười quá nó nhỏ quá chịu rồi nó chết nhắc. Chết nhắc cái tự nhiên đang xem sau ngày Thái Lợi Phát đang nghe cười rằng rằng nhưng mà tự nhiên bây giờ hòa lên khóc quá trời khóc. Ngày Thái Lợi Phát ngồi một kiền liên rồi các thầy lớn mới chạy qua hỏi cái gì tụi con khóc. Nói dạ bắt đầu mấy ông tự kể thiệt là tại vì thầy dạy tụi con là lo dọn dẹp mà tối qua con buồn ngủ con đi ngủ cuối cùng còn một huynh này không làm à mà con không biết trả ơn cho huynh là cái gì, con nghĩ chọc lét cho huynh vui huynh cười, mấy chục đứa con súng nhau đè ông chọc lét, giờ ông chết rồi. Giờ ông cứng đơ rồi đó. Rồi cái bắt đầu xa sáng lại mới lên trình với Phật. Phật nói này tụi con cấm tu hành không có được chọc lét nha. Thành ra nó có cái giới không được chọc lét á. Ông hiểu Đúng không? rồi, nguyên thủy như vậy. Nó đều tất cả cái gì Phật chế ra nó đều có cái duyên khởi hết. Gọi là duyên khởi. Do cái duyên ban đầu nó khởi xướng Phật mới chế giới. Chứ không có cái gì mà tự nhiên Phật chế giới hết á. Sau đó mới khi mà thành tựu giới luật rồi thì mới nói là giới là nền tảng căn bản để phát sinh định mà định phát sinh tuệ, thành ra khi giới phát sinh định á, thì gọi là định cộng giới, mà khi định mà nó phát sinh trí tuệ á, thì nó tăng trưởng lên như vậy thì gọi là đạo cộng giới, rồi từ cái đạo định cộng giới lên đạo cộng giới nó mới tiến lên nữa, tiến xa hơn nữa mới gọi là bồ đề. Rồi từ cái bồ đề đó thì tiến xa hơn thành tựu viên mãn thì mới gọi là chánh đẳng chánh giác. Thì thế thì nó phải phát bắt nguồn từ giới. Gọi là định cộng giới. Mà giới nó mới phát định. Bồ đề chính nghĩa là gì thưa thầy? Bồ đề là giác. Chứ bồ đề là giác thôi chứ không nhiều tên á. Tuệ giác á. Dạ giác, giác ngộ á. Thì nó đạo Phật là đạo bồ đề là đạo giác á. Chứ đâu phải đạo mê. Có những cái từ rõ ràng nhưng mà tại vì có cái mình không dịch ra được vì nó không hết nghĩa được cho nên là mình cứ ẩn ẩn nói đạo bồ đề hay là bồ đề người ta không biết bồ đề là gì, kiểu như nó chỉ Ngay vậy như cây bồ đề không có đó. cái bồ đề nó tên là Tất Bát La. Thiệt tình tên đó là Tất Bát La. Ừ. Chứ thiệt tình bồ đề tại Phật ngồi dưới đó đạo giác nên gọi là cây bồ đề. Thành tựu đạo giải thoát đạo giác ngộ mới gọi là cây bồ đề. Thì nếu mà xưa mà tôi vẽ tôi gỡ tôi nói tôi nên nếu mà xưa mà Phật thành tựu là Phù Đổng Thiên Vương thì ngồi ở gốc tre thì về gốc tre trở thành cây bồ đề, mà nếu mà Phật vô miền Nam mà ngồi dưới gốc dừa thì thành gốc dừa và cây bồ đề rồi biết không, cho nên bồ đề là giác thôi. Ta quen gọi cây bồ đề rồi nên người ta quên cái cây tất là Nếu cây ta bồ đề mà cao sồ sộ thì cái trái nó thế này nó lấy bằng đầu ngón tay vậy hả, mà cái trái của nó đó là nó mọc ra từ cái kẽ lá, cái kiểu như cái lá này nó mọc ra chứ không phải mọc từ cành, ông hiểu không? à. Cho nên vậy nó gốc nên nó cây bồ đề cao sồ sộ dìm già che mát khắp cõi tam thiên, lá rồi nó dườm già vậy á, chứ thật sự ra nó không cái mình nói xin lỗi là nó không ai mà lấy cái trái nó mà gieo hạt được hết trơn á, À? bởi vì cái trái cái chút chút mà nó như trái lép vậy đó, Như vậy người ta chiết cành cái này. biết cành hoặc là nó nhảy con sao tôi không biết, cái đó không biết mình nói chứ tôi chưa từng thấy nghe, nói chung là mình nghĩ vậy thôi bởi vì cái trái nó ra từ cái kẽ lá cái nách của cái lá đó, mà thường thường có những loại những cây bồ đề nó ra trái rồi là chết đó. Nó ra quả tới từ cái quả nó khô là chết á, mà quả bồ đề nó gai gốc cho nên nó không có trơn trua cho nên người ta mới gọi bồ đề gai đó. Cái bồ đề gai người ta không hiểu, ta tưởng là bồ đề gai là mấy người tu mà gai gốc, nhưng mà thật sự cái trái bồ đề nó cũng gai không nè, nhưng mà không có nhọn cho nên ông thấy cái hạt bồ đề đó nó mài phải ta phải mài ra rồi
Rồi phải lần lần mà chừng nào mà ta nói lần chuỗi bồ đề mà cho nó bóng á thì mới thành tựu là vậy đó. Bởi vì nếu mà cái hộp của nó mà ông mò riết chừng nào mà ngón tay này mà nó mòn thì cái hộp bồ đề nó mới mòn, nó cứng dữ lắm. Nhưng bây giờ nó cứ tăng tiến thì nó có máy nó mài. Chứ còn nếu mà thật sự là nguyên 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 thủy của cái hộp bồ đề á là cắn không nổi, mà nó còn nó xin lỗi là nó cứng hơn hộp óc chó đó. Óc chó với hộp 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 cái cây óc chó đó, mà cái hộp cây óc chó nó nhăn nheo kiểu khác, hoặc cái bồ đề nó nhăn nheo theo kiểu khác, nó lăng quăng Nhân tiện nói về giới thầy, tại sao tăng có 200 năm vượt giới phải không thầy? thì ni nó nhiều hơn, là tại vì nó nhiều cái việc. Ông cứ nghĩ ngoài đời phải phụ nữ nó nhiều việc hơn không nội, mà thí dụ cái vấn đề mà ông ý ông hỏi tôi biết là nội, mà vấn đề mà kinh kỳ của phụ nữ thôi là nó đã biết bao nhiêu việc rồi. Ông nghĩ nhiêu đó thôi đã tăng lên. Thí dụ như bên bên tăng nó có bốn giới, ba là gì, bên ni phải tám giới gấp đôi, là giới trọng á, với ba la di là giới trọng á. Thí dụ như bên tăng á về dâm dục á thì nó ví dụ như chỉ khi nào mà nam căn đút vô ba lỗ, nói rõ ràng nghe bạn đó nè, mà xuất tinh thì như vậy thì phạm phạm ba la di giới, phụ nữ đâu cần. Phụ nữ không chỉ là gì nè, trong luật cái rất rõ chứ không phải mà tôi nói tôi tu sao mà tôi biết mấy cái lý tỷ. Nói thật sự ra là Đức Thế Tôn ngày xưa là chứng kiến những cái chuyện mà thật sự nó theo lẽ ngài không chứng kiến luôn đó, nó rất là bực bội. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, ngài là một đấng cha lành, một người cha cũng như người mẹ, phải giải quyết bao nhiêu chuyện của con cái thì ngài phải lắng nghe, ngài phải giải quyết thôi, ông hiểu không? Chứ để nói là sao mấy ông thầy tu đi nói chuyện dâm dục, cái giới đó là giới đứng đầu mà phạt bổ túc đi bổ túc lại trên dưới cả 10 lần á, giới dâm á, mà giới đầu tiên xảy ra trong 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 13 năm kể từ khi Phật thành lập tăng đoàn, 13 năm sau đó giới đầu tiên đó. Hồi đó mấy người đợi đâu biết, nên nay mấy ông thầy tu bị hôm trước có mấy ông thầy cái hay giảng cái giới đó đó, mà thiệt mà giờ vô vô mà nếu giảng lực thì nói tới nó luôn hội vô giới đó đầu, đâu có cách nào thay đổi được. Ngoài đời của ông cư sĩ á thì sát đứng đầu, giới giết á, rồi tới giới giới trộm là hai, giới tà dâm là ba, giới nói dối là bốn, giới uống rượu là năm. Ngược lại người xuất gia thì giới dâm đứng đầu, mà dứt hẳn đường dâm dục nha, rồi mới tới giới giết, rồi mới tới giới trộm, rồi mới tới giới vọng. Còn rượu là không đã, rượu là người xuất gia không cần thiết nữa, bởi vì lý do là sao, là không lẽ người xuất gia bưng rượu để uống, hiểu không? Nhưng mà nó cũng có tình trạng cái giới rượu ra đời thì nó cũng có dày. Thì hồi đó nó có một cái làng nữa đó, nó con độc độc xà, mà sau này để nói cho nó quá sửa là độc long, chứ thời Đức Phật không có rồng nghe, không có nói những rồng à, độc xà đó. Thì nó lâu ngày giống như nó thành tinh vậy đó, nó hay cắn người ta chết, nó hồi làm mưa làm gió thì trong cái vùng đó mới đi thỉnh Chư Tăng. Thì nó bây giờ chỉ có đệ tử Như Lai á là có những vị mà tu mà thần chứng đắc thần thông mới tới để hàng thuận nó được thôi. Thì bữa đó thỉnh một vị tỳ kheo cũng có phép thuật, có võ thuật, chứng đắc thần thông tới để mà hàng thuận cái con độc xà đó cho dân làng. Thì dân làng mới bàn, giờ coi như là mình sau khi ổng giúp cho dân làng mình rồi, bây giờ mình phải đãi cái gì? Tiền bạc thì thời Đức Phật không có cho giữ, cho nên đâu có cúng dường tiền. Giờ ngày nay thì bỏ bao thơ cho nó rồi, chứ thời đó đâu có giữ tiền, vàng thì càng không có. Còn thức ăn thì tiêu tỳ kheo ăn không quá ha, không để được quá cách đêm.
mà ăn thì quý Phật quý vị với bàn đó là quý thầy đi khất thực lúc này là Phật giáo, coi như sau đó thì Phật giáo đã được mọi người kính kính ngưỡng thì thật sự họ cúng dường thì mấy thầy cũng không có cái thiếu món chi. Bây giờ phải tìm cái món gì mà lạ nhất để mà cúng dường. Thì cuối cùng thì nói bà tới bàn luôn, nói vậy chỉ có cái món rượu à. Bởi vì chắc chắn bảo đảm 100% là không ai cúng rượu, bị rượu đổ vô cơm ăn không được. Không thấy không? Rượu mà đổ vô cơm sao mà ăn? Cho nên chắc chắn đi bưng mình bát đi xin thì cái gì người ta cũng cúng, mà chắc chắn rượu không bao giờ ta đổ vô cơm ta cúng. Thôi thì bây giờ mình làm rượu cho thiệt là ngon. Làm rượu thiệt là ngắt, thiệt là ngon. Để ông thầy đó ông tới ông giúp vậy mình đãi ông một bữa cho ông uống cho đã mắt một câu ông. Thì bây giờ nó chưa có giới rượu. Ông hiểu lúc này nó chưa có giới rượu. Thế thì ông này tới bữa đó rồi xong rồi thì cái bà con mới làm rượu thiệt là ngon. Đãi ông uống sau khi ông hàng thượng độc xà xong rồi uống rượu quên đường về. Rồi ráng mà bò bò buổi tối phải ráng bò về đi ngang mé ruộng gần Tịnh Xá Kỳ Viên á. Đi hết nổi thì chiều chật vật tối đi hết nổi lăn đùng xuống đống mạ ngủ luôn. Thế thì cái đám mẹ ngoại đạo Bà La Môn nó đi ngang nó thấy vậy, nó ôi đệ tử ông Cù Đàm tưởng sao cho nói cho dữ, tốt cho dữ ăn nhậu be bét vậy đó. Tưởng sao cũng đâu có thua gì thường tình. Tại lậu hơn thường tình nhậu tới mức độ mà say nằm dưới mé ruộng á. Trời đất ơi, nó đi nó nhiều chuyện, nó gặp mà có YouTuber là bây giờ là nó thảy lên là yêu cầu dôi trời rồi nghe. Tại nó thật là nhiều cái chuyện nó thảy lên YouTuber lắm. Và bây giờ là tiếc là mấy YouTuber bây giờ là nó không có được cái cảnh đó. Cái đó ngoại đạo nó đi nó cơ hiền nó nói hết đậu làng rồi tới ngôi bỏ xóm. Làm gian dội gặp mấy ông làm phim mấy cái ông mà tỳ kheo mà nó gọi là lục quần tỳ kheo đó, nó nghe vậy nó khoái. Nó phải nó nhiều chuyện mà thời nào cũng có mấy dân nhiều chuyện hết, nó nhiều chuyện đó. Oh, bữa nay thế là nay có chuyện coi cái có chuyện để gọi là bữa nay nó dùng trên từ gì, có phim để xem. Bữa nay có bộ phim để xem đây, để coi nay ông Đức Thế Tôn xử làm sao. Rù rì tới tay ngày U Ba Ly ngày sáu lại phát các bậc thánh tăng. Mấy ông ở trên mấy ông cái gì mà chụm ba chụm bảy ông rù rì đây đó. Trời bữa nay có phim để xem quý thượng tọa, quý thánh ta, quý la tôn giả hỏi chuyện gì nơi ra coi kìa, ra đó rồi coi cái ông thầy cũng đang nằm cũng phải say mềm. Bà La Môn nó đi nó thấy nó thông báo cả làng cả xóm tới tai tụi tôi nè, để tụi tôi để coi cái chuyện này Thế Tôn xử làm sao. Cuối cùng thì các ngài thái đệ tử lớn gọi là các vị thánh tăng á lên trình với Đức Phật. Phật mới cho người Phật mới biểu ra khiên vô. Nhưng mà mình nói chơi nói theo kiểu người đại là biểu mấy ca lục quần nhiều chuyện ra khiên vô. Khiên vô đó nó khiên nó cả lồng cả lại đó, cái tội nhiều chuyện cái tội nhiều chuyện thì mà giờ phải đi ra khiên vô. Khi vô xong để nằm đóng đó. Rồi mới hỏi này ông kia, ông đi đâu về mà sao mà làm gì mà say mềm nằm với mé ruộng ngủ vậy? À, lật đã nghe Thế Tôn gọi là lật đã tỉnh liền. Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con được cái vùng kia mời con đi tới để hàng thượng Độc Long, Độc Xà. Mà hàng thượng xong mà bà con cứ mỗi người mời một chung rượu. Uống cái say mềm mà con ráng con không dám ở lại, con sợ phạm giới. Lúc đó là sợ ở lại nhà cư sĩ đó. Con ráng con bò về mà con đi tới đám ruộng gió hiu mát rồi con đi dắp cục đất cái con quỳ xuống đó con ngủ luôn con hay. Phật nói câu rất là nhẹ nhàng nghe, thương Như Lai nói, Như Lai nói hồi chưa có rượu vô á thì độc xà độc long cọp sói ông còn vật nổi, mà khi rượu mà nó nhập vào thân rồi đó ông nghĩ giờ ẩn ương nhái bầu nó nhảy qua mà ông còn không chụp được,
Cái lời đó Thế Tôn nói rất là thế thương, vì đang nằm cái ruộng mà. Đó là từ đó Phật mới chế ra cái giới rượu. Cái rượu mà giới rượu trong hàng tỳ kheo là không được ngửi chứ đừng nói được uống nha, mà không có ngửi, không có nhấp môi, không có tay bưng rượu, tay bưng mời người uống. Trong trong Bồ Tát giới nói á, cấm không bán rượu luôn nha. Tay bưng đưa cho người uống còn bị quả báo 500 đời không tay, hà huống gì bán rượu. Cho nên Đức Phật cấm cấm tuyệt hẳn là vậy đó. Cái giới. Cho xin nghe ai. Dạ alo. Con chào thầy, con là Tình thầy. Dạ ồ Dạ chú Trình. Thầy khỏe thầy? Dạ tôi khỏe. Bây giờ tôi đang có khách một chút, về khoảng 10 phút sau tôi gọi lại chú nghe. Dạ, Dạ con cảm ơn rồi. thầy. Dạ rồi. Vậy cái em này 50 mấy tuổi mà không có gia đình. Cũng tội.